Anh về rồi nè. Anh đi đâu vậy? Anh mới về. Trong lòng anh nó còn em không vậy? Hôm nay anh có dự án mới nên là đi ăn với khách hàng nên về trễ chứ. Ngày nào cũng đi ăn với khách hết á. Thà không về còn hơn. Lần sau mà như vậy tiện thì ngủ lại với khách luôn đi. Em có thể trưởng thành chút xíu được không? Trưởng thành hả? Anh trưởng thành làm em phát ghét luôn á. Em có thể hiểu cho anh được không? Anh rất mệt á. Hiểu cho anh hả? Hiểu cho anh? Rồi ai hiểu cho em? Hôm nay là sinh nhật của em. Anh nhớ không? Sinh nhật vui vẻ. Chia tay đi. Cảm ơn quý công ty đã tạo điều kiện hợp tác. À bây giờ em mời anh đi ăn cơm nha. À, cảm ơn em nha, nhưng mà công ty có quy định á là không được đi ăn riêng với khách hàng, thông cảm ha. Có gì đâu, thì như hai người bạn thôi. Nhưng mà anh Linh. Cảm ơn cơ hội mà giám đốc Linh đã dành cho công ty tôi. Tôi sẽ làm thật tốt. Anh Tăng vui vẻ. Em cứ sắp xếp đi ăn với bạn đi. Mà anh ơi, hình như đứa này không tiện lắm á. Nhưng đây là cái trường hợp ngoại lệ nên là không sao đâu. Sinh nhật vui vẻ nhé.